Rồi. Vâng, xin chào tất cả anh chị em. E06 Nguyễn Hoàng Điệp, hiện tại là các bạn 2 sao tại thị trường Đà Nẵng. Hôm nay xin chào anh chị em đã đến với lại cái buổi tour đi hôm nay. Xin giới thiệu về New and Mai. Công ty New and Mai tín nhiệm của hàng New and Mai Việt Nam hiện tại là ở tầng 4 số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Cao Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thì như anh chị em đã biết, thường thường chúng ta đã đi nhiều công ty rồi, cũng như là chúng ta để nghiên cứu về tập đoàn có tổng thể trong mô lao. Thì để muốn mình kết hợp với một công ty hay là một tập đoàn nào đó thì mình coi cái bề dài cũng như cái nguồn gốc cũng như là lịch sử để mình cùng hợp tác lâu dài. Thì hiện tại như anh Mai đã ở Việt Nam mình thì có 4 cái trụ sở chính. Thì trụ sở chính ở tầng 4 số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ca Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và cái thứ hai là ở Hà Nội, đây là phường Thanh Xuân 25 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Hà Nội đó. Và cái thứ ba là chi nhánh Đà Nẵng, là hiện tại ở số 77 trung tâm tại ở gần cách gần của chúng ta đó. Và cái chi nhánh thứ tư là ở Cần Thơ đó. Thì hiện tại những cái chi nhánh thì nó đều có trên website của công ty New Mai. Và cái mục cái về vấn đề New Mai của chúng ta hiện tại là có hai cái những cái đặc biệt, bốn cái là thứ nhất là chăm sóc về sức khỏe, và thứ hai là xây dựng thành công, tránh xa bệnh tật, tránh xa nghèo khó. Thì đầu tiên ở đây là mọi người đến đây có thể là chúng ta tham gia để đầu tiên là phải dùng trải nghiệm sản phẩm, và khi mà chúng ta dùng sản phẩm thì chúng ta có thể cảm nhận và chúng ta có thể chia sẻ cái câu chuyện thành công, giúp cho nhiều người tránh được cái bệnh tật và tránh xa được cái sự nghèo khó. Có nghĩa là ở đây là chúng ta có thể kết hợp cũng như là đưa một người vào dùng sản phẩm và cảm nhận và chia sẻ, và có thể là khi mà cảm nhận tin tưởng thì chúng ta có thể hợp tác kinh doanh và như hôm nay. Thì đó là tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi. Và cái đặc biệt như hôm nay là một đơn vị nhập khẩu phân phối độc quyền các sản phẩm của tập đoàn như hôm nay tại Việt Nam. Và chứng chỉ thì đặt chứng chỉ GMP từ cái chuẩn quy trình khép kín. Hình ảnh đây là hiện tại anh chị em thấy đây là hình ảnh của nhà máy New Mai đó, là đặt tại New Zealand. Thì hiện tại với lại công nghệ độc quyền anh Polybit có các sản phẩm chất lượng cao nhập khẩu từ thiên nhiên, thì chúng ta hiện tại là hơn 14 sản phẩm, và đặc biệt là những sản phẩm này hiện tại đến bây giờ đã, ví dụ như riêng cái dòng sản phẩm anh Polybit độc quyền chúng ta đang sử dụng cái làm tốt ở Việt Nam mình này, nó đã có hơn 7 năm trên thế giới rồi. Và cái quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ các chứng chỉ, hiện tại chúng ta có qua cái chứng nhận OCP và chứng nhận GMP, chứng nhận từ cái nguồn gốc Việt Nam là có đầy đủ hết. Thì cái hiện tại thành từ của New Mai á tại New Zealand là một trong những cái dòng sản phẩm được đóng góp và nhập khẩu 100% từ New Zealand và đạt được những cái nhãn hiệu xuất khẩu của New Zealand. Đây là ba cái lần chứng nhận của New Mai tại New Zealand. Và đặc biệt trong dòng sản phẩm này á, khi chúng ta thường dùng sản phẩm nhiều, khi mà đưa vào cơ thể thì chúng ta ít hiểu về vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng có, nhưng mà đặc biệt riêng dòng sản phẩm New Mai chúng ta nó có một cái, đây là công ty Vero xác nhận bảo hiểm bảo hộ sản phẩm được thực hiện theo cơ sở. Thì có nghĩa là khi mà chúng ta dùng sản phẩm này, chúng ta yên tâm trong mỗi cái lon sản phẩm này nó đều có cái bảo hiểm trên một cái lon sản phẩm này, nên khi chế định đến khách hàng thì chúng ta yên tâm sử dụng. Thì cái bộ bi bảo hộ về pháp lý của sản phẩm khi xảy ra các sự cố liên quan đến sản phẩm thì nó có rất rộng. Vì vấn đề khi mà trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm mà đau ra hay là cái này nọ thì cái mức bảo hiểm tối đa là 20 triệu đô. Và đặc biệt là trong vòng 37 năm qua thì chưa có ai nhận cái bảo hiểm này hết anh kia. Và New Zealand là được mệnh danh là thiên đường của hoa sữa, với lợi có lớn chăn nuôi và hoa sạch, sạch về nguồn nước, sạch về khí hậu, về thực phẩm sạch ha. Đó, đây là tiêu chí nông cho việc chăn nuôi bò và môi trường sạch của New Zealand. Vâng, và đó là New Zealand, cái dòng sữa non của bạn này là từ New Zealand 100%. Đó là cái giới thiệu sơ của tập đoàn. Xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe.